thì bắt đầu cái cuốn này là một lựa chọn rất là terrible. Cho nên nếu như các bạn mới bắt đầu học sinh lý, đừng nên học cuốn này. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Khoa. Hôm nay mình sẽ review một quyển sách mà cái quyển sách này được mệnh danh là kinh thánh của sinh lý học, và đó chính là Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology, First Edition. Cái cuốn này hai tác giả là Guyton và Hall. Đầu tiên, thực sự ra trong ấn bản đầu tiên á, có một cái điều về lịch sử là như thế này. Trong cái ấn bản đầu tiên á, là Guyton là tác giả duy nhất. Nhưng mà rồi sau đó, những cái ấn bản sau này thì Guyton cũng đã bắt đầu có tuổi. Và sau khi có tuổi được một thời gian thì bác Guyton đã bị rằng. Cho nên rốt cuộc ra đó là bác Hall, bác ấy collaborate với lại bác Guyton để mà tạo nên cái quyển sách này. Mình có một cái quyển edition thứ tư của cái quyển sách Guyton này, và thực sự ra nó rất là mỏng, nó rất là khác so với lại cái quyển đồ sộ mà mọi người thấy ở đây. Cái quyển Guyton thứ tư thì thực sự ra nó không có đi sâu nhiều vào những vấn đề lâm sàng, mà nó chỉ tập trung khai thác vào những cái sinh lý bình thường của cơ thể thôi. Nhưng mà along the way, không hiểu vì lý do làm sao mà người ta đã viết thêm rất là nhiều những cái chi tiết liên quan tới lâm sàng. Cho nên bây giờ là quyển sách này đã được mệnh danh là kinh thánh của sinh lý học. Đối với là các bạn mà muốn làm bác sĩ, những các bạn nào mà muốn hiểu rõ sinh lý học và những cái ứng dụng trên lâm sàng của sinh lý học. Vậy thì đối với quyển sách này đó là nó có ưu điểm và nhược điểm như thế nào? Đối với ưu điểm của quyển sách này đó là như mình đã nói hồi nãy, nó sẽ có rất là nhiều những cái thứ mà người ta gọi là clinical correlations, có nghĩa là những cái sự mà mình so sánh cái sinh lý bình thường và cái sinh lý này nó bị thay đổi trên lâm sàng sao để mà thấy được những bệnh lý. Chẳng hạn như các bạn có thể thấy được rằng ở trong cái trang này, đây chính là một cái hình khá là nổi tiếng ở trong cái quyển Guyton này, mà nó cho mọi người thấy được rất là nhiều những cái sự thay đổi của hai cái tiếng lấp đấp bình thường khi mà cái tim của mình nó hoạt động. Tiếng của mình bình thường nó có 2 tiếng là lấp đấp, nhưng mà khi á mà mình có những cái âm thổi bất thường ở trong tim thì những cái âm thổi này nó sẽ khác so với 2 tiếng đó, và đặc biệt nó cho mình thấy được rằng cái characteristic, cái tính chất của những cái tiếng đó là như thế nào. Nhằm được chẳng hạn như chúng ta có thấy được ở trong hẹp chủ thì mình có được là decrescendo murmur chẳng hạn như vậy. Và đó, ở đây là một cái ví dụ khác, mà cái ví dụ này là một cái ví dụ mà của bạch cầu. Thì đối với lại cái bạch cầu này đó thì là mọi người sẽ thấy được rằng á là cái bạch cầu nó thoát mặt như thế nào, và nó đi vào chi tiết đến mức mà mọi người có thể thấy được những cái phân tử liên kết tế bào khi mà nó chuẩn bị đi sâu vào cái khoang mô kẽ của chúng ta là như thế nào. Nó không có tới cái level chi tiết như trong một cái cuốn Immunology, nhưng mà nó cũng gần tới đó rồi, và điều đó đối với một cuốn sách sinh lý là một cái thứ gì đó vô cùng scary. Có nghĩa rằng là nếu như các bạn muốn tìm hiểu sinh lý liên quan làm sàng sao, hãy đọc cuốn này. Nhưng mà đó là cái nhược điểm của nó là bởi vì có quá nhiều chi tiết liên quan tới lâm sàng, cho nên nếu như các bạn thuần túy chỉ muốn hiểu về sinh lý của một người bệnh thôi thì bắt đầu cái cuốn này là một lựa chọn rất là terrible. Bởi vì á, là các bạn sẽ không hiểu được nó muốn nói cái gì. Và thứ hai là bởi văn phong của nó viết rất là buồn ngủ. Cho nên á, là khi mà các bạn đọc á, có nhiều khả năng là các bạn sẽ ngay lập tức đổ gục xuống bàn và ngủ ngay thôi. Cho nên nếu như các bạn mới bắt đầu học sinh lý, đừng nên học cuốn này. Đó là lời khuyên chân thành của mình. Ok, và đó chính là cái review của mình về Guyton's Physiology. Nếu như các bạn có câu hỏi gì hãy comment ở bên dưới. Bye bye và hẹn gặp lại.